thưa quý vị, chất dinh dưỡng hay dưỡng chất là những chất hay hợp chất dinh dưỡng có vai trò duy trì sự sống và hoạt động của cơ thể thông qua quá trình trao đổi chất. Với xu hướng hiện nay là sử dụng các sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng để cung cấp các dưỡng chất thiếu hụt trong cơ thể, được nhiều người quan tâm. Xin mời quý vị khán giả cùng đón xem phóng sự sau đây để hiểu rõ thêm về vấn đề này. Chúng ta đều biết việc cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho trẻ được cho là rất quan trọng. Đây là yếu tố nền tảng cho trẻ phát triển cân nặng chiều cao, chỉ số thông minh IQ ở trẻ. Đặc biệt gần đây các nhà khoa học và tâm lý học rất quan tâm và đánh giá cao chỉ số thông minh cảm xúc EQ. Nhiều nghiên cứu cho thấy trẻ em có chỉ số thông minh IQ cao thôi chưa đủ mà cần phải phát triển thêm chỉ số cảm xúc EQ là nỗi chăn trở của nhiều bậc phụ huynh. EQ cao sẽ giúp trẻ biết lắng nghe, thấu hiểu và truyền đạt cảm xúc tích cực hơn để cung cấp dưỡng chất đầy đủ cho cơ thể trẻ phát triển khỏe mạnh lại vừa nâng cao chỉ số cảm xúc là nỗi trăn trở của nhiều bậc phụ huynh. Trước đây tôi cũng như các bà mẹ khác chỉ quan tâm đến cái việc nuôi con làm sao cho con được mau lớn, khỏe mạnh, phát triển chỉ số IQ là chỉ số thông minh. À, nhưng mà gần đây sau khi mà được tham dự một cuộc hội thảo về vấn đề nuôi dạy con cái thì tôi cũng nhận ra cái tầm quan trọng của việc là nâng cao cái phát triển cái chỉ số eq cho con qua tìm hiểu thì cũng, tôi cũng được biết đến sản phẩm uh, dominan eq special sau một thời gian cho con sử dụng sản phẩm sữa này tôi nhận thấy là cháu không còn biếng ăn nữa cháu tăng cân đều ít ốm vặt và đặc biệt là kiểm soát cảm xúc của mình được tốt hơn. Nutri Diamond là một trong số các đơn vị dẫn đầu về lĩnh vực dinh dưỡng tại Việt Nam, là nhà cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng phù hợp với thể trạng người Việt. Các sản phẩm của Nutri Diamond được sản xuất trên dây chuyển khép kín hiện đại của Nhật Bản, nguồn nguyên liệu được nhập khẩu từ New Zealand và châu Âu. Nhà máy được chứng nhận ISO 9001-2015 đạt tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt GMP HACCP các dòng sản phẩm mang thương hiệu Dominan đa dạng phù hợp với nhiều lứa tuổi. Đối với dòng sản phẩm dành cho trẻ em, có Dominan EQ1 giúp tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ. Dominan EQ2 từ 6 đến 36 tháng tuổi giúp ăn ngon miệng, tăng cân nặng và bổ sung hàm lượng sữa non cao. Đặc biệt, sản phẩm Dominan EQ Plus Special dành cho trẻ biếng ăn suy dinh dưỡng thấp còi, có dưỡng chất MCT cao, dễ hấp thu cho trẻ năng động như bé trai, giúp phục hồi năng lượng nhanh sau vận động và Dominan Equispecial Special dành cho trẻ biếng ăn suy dinh dưỡng nhẹ cân, có bổ sung thêm bộ ba Colostrum, Lactium và Chitofan giúp trẻ phát triển toàn diện cả thể chất và trí thông minh cảm xúc. Dòng sản phẩm dành cho người lớn, Dominan Gold 12 tuổi trở lên sản phẩm chuyên biệt dành cho người bệnh và sau phẫu thuật, bổ sung collagen tuyếp 2, vitamin K2, canxi, giúp xương chắc khỏe. Dominant Bon, 19 tuổi trở lên, giải pháp dinh dưỡng cho người thiếu hụt canxi, loãng xương. Dominant diabetes, 30 tuổi trở lên, dành cho chế độ ăn đặc biệt, người bị bệnh tiểu đường, giúp ổn định đường huyết, bổ sung năng lượng thiếu hụt cho người ăn kiêng. Hiện nay, tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường ở người cao tuổi khá cao. Theo thống kê từ Viện Dịch tễ Trung ương, từ năm 2016, tỷ lệ mắc bệnh ở người dưới 35 tuổi từ 0,9%, từ 45 đến 54 tuổi 5,7% và ở tuổi 55 đến 65 tuổi 11,3%. Từ tỷ lệ trên cho thấy tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường ở người cao tuổi là rất cao và với lối sống hiện nay thì tỷ lệ này ngày càng gia tăng. Khi tôi thấy trong người kiếm ăn, trong ngủ cân thấy sụt cân nên tôi đi bác sĩ, bác sĩ khám phát hiện ra bệnh tiểu đường thì có tư vấn là nên kiêng ăn các bớt chất ngọt và chất bột đồng thời uống thêm sữa vì trong đó khi tìm hiểu tôi thấy cảm thấy sữa dominan uống thấy nó tốt trong người thì thấy khỏe hơn lên rồi đường huyết ổn định. Dinh dưỡng hợp lý là nền tảng để mọi người có cuộc sống tốt đẹp nhất, đó là lý do mà các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu tại Nutri Diamond đã nghiên cứu và phát triển thành công các sản phẩm dinh dưỡng dựa theo thể trạng người Việt, phù hợp cho mọi lứa tuổi. Cái sản phẩm sữa Dominant IQ Suspension ấy là một trong những sữa mà dành cho trẻ bắt đầu từ 1 một tuổi cho đến 10 tuổi thì chúng ta được biết là trẻ em thì rất là cần các cái vitamin và khoáng chất để giúp cho cái sự phát triển của trẻ và sữa trong cái thành phần của cái sữa uh, Dominan Iq Spencer này thì nó có chứa đầy đủ những các cái chất dinh dưỡng cần thiết đối với sự phát triển của trẻ. Ví dụ như là cũng đầy đủ chất đạm này, chất béo này và đặc biệt cái nhóm vitamin và khoáng chất thì trong cái sữa này người ta rất chú trọng bổ sung thêm những cái sản phẩm để tăng cường phát triển trí não cho trẻ. Ví dụ như là DHA, omega 3, omega 6 này, rồi là sắt này, kẽm này. Đấy, rồi tất cả những cái colin này taurin này thì tất cả những cái thành phần này là rất quan trọng phát triển về cái chỉ số EQ cũng chỉ số EQ cho trẻ rất là tốt tại Nutri Diamond lấy chất lượng sản phẩm và dịch vụ là quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp trung thực là chuẩn mực của đạo đức kinh doanh đóng góp tích cực vào các hoạt động xã hội nhằm chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng đồng tâm hợp lực gắn kết cùng các đối tác vì mục tiêu chung cùng nhau phát triển vì sức khỏe con người quyết định mọi thành công trong cuộc sống phẩm rất đa dạng dành cho trẻ nhỏ và dành cho người lớn tuổi. Bên cạnh đó thì các cái chính sách ưu đại đại ngủ cho cửa hàng của công ty thì rất là tốt. Tôi đã giới thiệu các cái sản phẩm Domina cho cho người tiêu dùng thì các khách hàng quay lại phản hồi rất là tốt. Giữ cho trái tim của mỗi người luôn khỏe mạnh, chăm sóc cơ thể của mỗi con người trong mỗi giai đoạn của cuộc đời là điều Nutri Diamond luôn hướng tới. Từ việc giúp trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ phát triển toàn diện đến việc giữ cho cơ thể người lớn khỏe mạnh và nhanh phục hồi cho người ốm yếu, người mắc bệnh xương khớp, bệnh tiểu đường mỗi một chúng ta hãy tự xây dựng cho mình một lối sống khoa học có chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ mang lại sức khỏe tốt để tận hưởng cuộc sống tươi đẹp hơn